Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Kim Quốc Tiến, hệ thống showroom thiết bị vệ sinh và nhà bếp số 1 Việt Nam. Và ở trong video ngày hôm nay thì các bạn cũng có thể thấy được mình sẽ chia sẻ đến mọi người một mẫu bồn cầu một khố đến từ thương hiệu Hafler. Đây sẽ là một giải pháp tối ưu cho gia đình của mình. Vậy Hafler có gì nổi bật? Đầu tiên, và cái thiết kế của bồn cầu này nhìn có vẻ khá là đơn giản và tinh tế, với phần cách nước được thiết kế vuông vắn hơn. Hơn nữa thì ở cái phần nút nhấn cũng sẽ có hai chế độ xả tiểu và xả đại, để mà chúng ta có thể là tiết kiệm nước nếu như mà mình chỉ dùng xả tiểu thôi. Rồi, và cái thương hiệu Hafler thì cũng được in thẳng ở trên cái phần bồn cầu này, nhìn rất là tinh tế, cách nước cũng được thiết kế thẳng hoàn toàn. Đi kèm chung vì làm bồn cầu một khối cho nên cũng sẽ không có vách ngăn giữa phần cách nước và phần chân cầu. Điều này giúp cho những cái trong rêu bám bẩn nó cũng sẽ không phải bám vào và vệ sinh cũng dễ dàng hơn. Chân cầu thì hoàn toàn trơn láng, không hề có những ngóc ngách nào, và từ khoảng cách từ cái phần chân cho đến phần bệ ngồi cũng dễ dàng hơn cho việc vệ sinh của mình. Rất là hợp với nhân tướng học ha. Về phần nắp rơi êm thì các bạn có thể thấy là họ Hafler sử dụng nắp rơi êm hạn chế tiếng ồn, và cho nên cũng sẽ tạo sự êm ái và cũng như là sẽ không có bị hư hỏng ở cái phần đầu mũi này nếu như mà chúng ta sử dụng những cái nắp thường cơ bản. Đây, nắp đóng vào rất là êm ái và cũng sẽ không nhiệt mình nếu như bạn lỡ sử dụng sản phẩm này vào buổi đêm. Rồi, ở phía bên trong của bồn cầu này có thể thấy là lòng bồn cầu rất là lớn, cho nên cho dù có xả cũng sẽ không bị nước văng ra bên ngoài. Bồn cầu thì sẽ sử dụng hệ thống xả siphon jet sẽ giúp hút đẩy và giúp cho những cái vết bẩn nó đi xuống hẳn sạch sẽ hơn. Và ở đây thì cũng sẽ có từng cái lỗ nhỏ, khi mà chúng ta xả nước xuống thì những cái lỗ nhỏ này sẽ hợp lực lại và đẩy tất cả những cái chất bẩn ở trên cái than trong cái lòng này nó đi xuống luôn. Và cái phần men sứ thì men sứ cũng có màu trắng sáng rất là đẹp mắt, và hơn nữa cũng sẽ hạn chế những cái chất bẩn nó bám dính trên cái phần men này. Chính vì vậy, chừng chừng gì mà không lựa ngay một chiếc bồn cầu Hafler cho gia đình mình. Chào tạm biệt mọi người.